sợ ăn uống thì chị đăng ký đâu có đi chuyện với ai đúng không? Rồi xin mời chị bước lên sân khấu. Rồi lên trên đi chị. Rồi chị ơi, dạ, chị mới chọn chị đó. Dạ sáng sáng đang nói những lời nói trăn trối cuối cùng vì sao mà nói hoài quý vị ơi. Sao chị nói hoài vậy? Đang là bụng tình với cầu đó má. Thôi. Trời ơi, trời ơi. Rồi rồi rồi. Ăn món này là chị đi tại chỗ luôn. Dạ thưa quý vị, cái món ăn này sẽ giúp cho sáng sáng ra đây sáng sáng ơi. Chị sang kìa. Cái món ăn này sẽ giúp cho chị sang sang có thể mà đi nhanh một cách nhanh hơn thưa quý vị. Không bệnh mới cần ăn uống đó. Anh hỏi anh đổi đổi người khác đi. Anh cũng muốn đổi ai không? Sang sang bệnh thì chị sang bị đau bụng. Chị Cẩm Nhung đi, Cẩm Nhung. Rồi. Cái này là ngay bon rồi. Rồi xin mời Cẩm Nhung quay trở lại sân khấu rồi. Tại vì chị Nhung đi đám cưới đâu ăn được gì đâu, cái này ngay bon chị Nhung rồi. Rồi Cẩm Nhung quay đây. Trời ơi. Rồi, chắc Cẩm Nhung có lời nói gì thách thức với anh trai này không? Trời ơi, chào mới đám cưới vậy. Rồi chị có lời nói gì thách thức với anh trai này trong cái cuộc đấu này không? Thắng tôi đi là tới số với tôi. Chào ngay bây giờ, xin mời quý vị hướng mắt về sân khấu chào đón món ăn đầu tiên trong chương trình thần ăn. Yeah, món này chị hồi hộp lắm. Không biết sẽ là món ăn gì đây thưa quý vị. Dạ, trên bài hiện tại đã xuất hiện hai đĩa bánh tráng trộn cay cấp độ 7 thưa quý vị. Ai ủng hộ cho người đẹp Cẩm Nhung vỗ tay hả? Ai ủng hộ tinh thần cho vị khán giả đến từ Tân Phú hả? Rồi, ở đây anh Vũ đấu với anh Hậu ha. Rồi hai cái bụng ngồi tấn cái bàn nha trời, xin cha, xin cha. Anh có gì anh thê là chị Nhung nè, chị ăn có gì mà chị thở ra một cái chị chăn cái bàn anh. Chị quá à. Dạ, bây giờ xin mời đồng hồ mình xuất hiện ở trên cái màn hình LED có được không ạ? 3 phút nha. 3 phút cho vị khán giả hoặc là thành viên đoàn nào mình hoàn thành cái đĩa bánh tráng trộn này đầu tiên sẽ là người chiến thắng. Và 3 phút. Quý vị đã sẵn sàng chưa? Chị Nhung sẵn sàng chưa? Anh khán giả sẵn sàng chưa? 3 phút. Bắt đầu. Rồi mình ăn hết nha. Không còn cái gì trên cái dĩa trên nha. Thôi, dĩa kia em mới bước tùm lum chân kìa. Rồi, ăn đi anh. Dạ, bên này anh trai đang chọn là ăn bánh tráng trước tiên. Rồi, tổng chung ăn bóp rồi luôn quý vị ơi. Rồi, dữ rồi. Chỉ ăn bóp luôn rồi. Không, ăn như vậy không được, tổng chung phải ăn mạnh lên, dồn quý vị luôn. Trời ơi, chị ăn cái gì mà tiểu thơ đại cát quá. Mạnh mẽ lên. Chị bóp lên thành một cục, có chị ăn. Bóp lên thành một cục. Ủa cái bạn nào là con gái chắc rồi. Nghe này không có gì. Bánh tráng thì cay không anh? Không cay, ăn được. Ăn được anh chị, ăn được không? Dạ chúng ta đã đi qua gần 1 phút rồi nha. Cố lên. Không, cái tóc này nhiều khi á, nó nóng được khó ăn uống lắm, mình dở ra đi. Rồi, nè, từ từ thôi. Có gì mình uống nước vô anh? Ở đây có kiều nữ thứ thiệt nè. Anh đừng có ngước mặt lên nha, anh nhìn một cái anh nghĩ ăn luôn á. Trời ơi, sao chăm sóc cho trai dữ vậy? Mà tao là kiều nữ không, chị thấy không? Yếu mi, mọc trà không thấy không? Cố lên. Ăn đi chị, trời ơi, rớt. Anh cho găng vô cho tốt. Tôi nói thiệt luôn chứ hai cái dĩa này mà hồi công bố mà không ai ăn hết thì tôi không biết là gom đâu làm sao nè. Sao mà ban tổ chức chọn cái món nhưng mà ác nghiệt quá à. Cố lên anh chị ơi. Dạ quý vị, mình đang thấy Cẩm Nhung đang rất là cố gắng để hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Đang đối kháng với một khán giả với phần thi đầu tiên, thử thách là ăn một dĩa bánh tráng trộn thiên to khổng lồ, cây cấp độ 7. Hơn nửa thời gian đã trôi qua rồi quý vị ơi. Một tràng pháo tay thật lớn để dành cho hai người chúng ta được không ạ? Trời ơi, chị khán giả này đọt giải quán quân với vòng lời đầu tiên hay là Cẩm Nhung đây? Và bây giờ Cẩm Nhung đang cố gắng. Gắng em ơi. Cố lên. Còn 1 phút nữa. Dạ, ta đủ trước rồi, mình chuẩn bị cái cơm kiều me nha, cái cơm tiểu ly giùm em nha. Cái này mà thiệt sự mà công bố một cái là em không biết là bây giờ là ai thắng luôn đó. Dạ, bây giờ mình đang thấy tình hình là hai bên đang ngang tài ngang sức với nhau. Rồi, bây giờ Cẩm Nhung cố lên. Mình quở một cái đi, mình quở một cục tự như nè. Nó ngang chưa hả? Đó, cố lên. Quý vị ơi. Không được, cháu ba, không được. Rồi. Gã lên. Dạ, 30 giây cuối cùng cho cái sự ăn uống của mình. Ăn, cố lên. Trời ơi. Cố lên Nhung ơi. Gia đình mình, dòng họ mình, bà con, cô bác mình, tin tưởng mình, cố lên. Đúng rồi.
mà làm đổ đồ ăn ra là thua nha. Rượu chà quý vị ơi, quý vị hiện tại chúng ta đang thấy nè, nhan sắc này có đẹp không quý vị? Ai có điện thoại mở vô zoom nhân 5 giùm em, chụp lại cái màn hình này giùm em. Và đây là trận PK đầu tiên giữa Cẩm Dung với Đồng Lâm Tương Sài Gòn Tâm Tây cùng với một vị khán giả với phần thi đầu tiên thân ăn. Rồi bây giờ mình có cái cân đi, mình thấy tình hình. Dạ, yeah, ban tổ chức cho mượn cái cân được không? Ban tổ chức ơi, có cân giữ về hiện trường nha, giữ. Dạ, yeah, không có cân. Bây giờ mình sẽ tự đo thôi, chứ giờ không có cân nữa. Dạ, yeah, mình lấy cái dĩa mình so thôi quý vị. Rồi. Rồi, cái dĩa của chị Cẩm Nhung thì ít hơn cái dĩa của anh trai. Nhưng mà cái hồng bây giờ cái bản hồng của chị Cẩm Nhung á thì bây giờ nó tới 2 tấn đồ ăn ở trong này thưa quý vị. Cho nên phần thi bây giờ khán giả sẽ là người chiến thắng thưa quý vị. Ở đây ăn hết rồi quý vị nha. Rồi, xin mời ban tổ chức mình cho mượn một vài phần quà đi để gửi cho khán giả giùm em nha. Rồi, xin mời Cẩm Nhung mình bước ra phỏng vấn luôn chị ơi. Dạ, mình giữ nguyên nha, không được mình vừa vơ vái ở trên sân khấu giùm em nha. Là một người nghệ sĩ với một tư chất rất là khiêm tốn, khiêm nhường ở trên sân khấu. Mỗi khi chị Cẩm Nhung xuất hiện thì đều mang đến những cái sự thanh lịch, tao nhã cho tất cả quý vị khán giả khi đến với sân khấu C30 của Đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời. Thì bây giờ là chị Cẩm Nhung sẽ có đôi lời phát biểu hôm nay để cảm ơn cho tất cả quý vị khán giả đã đến với sân khấu ủng hộ cho chương trình tối đêm nay. Xin mời chị. Khoan khoan, ê chị, cái móng tay của em như trong họng của chị hay sao á? Chị ơi. Rồi xin mời chị Cẩm Nhung cảm ơn khán giả nha. Nếu chị không nói đó, là chị xem thường khán giả là không có được. Xin mời chị. Rồi, nó dép 11 họng làm sao mà nói được? Không có. Ăn à? Đang ăn. Bây giờ mình cảm ơn thôi. Tôi đang ăn ngon lành, nó ép vô họng ngon nhai. Ôi trời. À, quý vị có biết tổ yến không quý vị? Nó sẽ hình thành từ nước miếng của con yến. Giờ bây giờ ai mà muốn thưởng thức cái này thì vô liên hệ Cẩm Nhung cho giùm em nha. Thôi thật rồi, cảm ơn mình vinh quang rồi. Công ty đầu tiên là một vị khán giả, chúng ta từng nhận qua đó là một cái bao liền tiền, một cái miếng mua hàng của đầu tôi và tất cả nha. Dạ, phần đầu tiên giờ rồi. Đường chiến thắng đã thuộc về khán giả thưa quý vị. Chúng ta sẽ còn những phần thi tiếp theo với những món ăn cực kỳ là hấp dẫn cho tất cả quý vị nữa. Rất là mong quý vị sẽ ở được mỗi chương trình tối nay như quý vị nha. Và ai bây giờ đã có sở hữu những tờ vé trên tay xin mắc mình sẽ không quý vị dò số. Quý vị ai muốn vé